Xin chào những cô nàng yêu son, hãy cùng Ốc trải nghiệm ba màu son siêu đẹp của Capsule nhé. Đây là màu Paris, màu số 1 của dòng son kem lì Capsule, màu đỏ tươi và là một màu đỏ rất là đồng đều, quyến rũ. Màu đỏ này Ốc nghĩ rằng là nó có thể thay đổi diện mạo của bạn một cách tức thì và thậm chí là có thể thay đổi ngay cả tinh thần của bạn. Nếu hôm nay là một ngày bạn cảm thấy chán trường, không có nhiều năng lượng và không muốn bắt đầu làm một điều gì đó, thì có thể trải nghiệm màu son này để thu hút người khác phải nhìn vào đôi môi của bạn và các bạn sẽ thấy rằng mình cũng tinh thần rất nhiều. Với một cái màu đỏ vừa quyến rũ vừa gợi cảm nhưng mà rất là quyền lực. Nếu hồi nãy bạn là một quý cô thành thị thì bây giờ hãy hóa thân thành một cô gái sinh động và yêu đời với cái màu số 2 này. Đây là màu Venice. Màu này nhìn xa thì bạn thấy có một chút màu đỏ nhưng mà nhìn gần thì nó sẽ đỏ cam. Một cái màu mà Ốc rất là thích vì nó cực kỳ tôn răng. Nó làm cho bạn trông thấy lập tức có sức sống này. Bạn nên sử dụng để nó tôn cái sắc da của bạn hơn và nó có thể phù hợp với cả những người da sáng lẫn những cô nàng da nâu. Với cái màu son này thì Ốc nghĩ rằng là bạn dùng để đi làm, đi chơi, đi tiệc hay là những cái chuyến mà bạn đi chơi xa, những cái trang phục biểu, những cái chuyến du lịch để có những cái bức hình mà nhìn vào người ta phải thấy ngay nụ cười và đôi môi của bạn thì chắc chắn đây sẽ là một màu son rất là lý tưởng. Màu số 2, màu cam Venice của dòng son kem lì Capsule các bạn. Các bạn đang tìm kiếm đây là một cái màu son siêu sexy, siêu gợi cảm. Các bạn có thích màu này không? Ốc rất là thích luôn. Ốc rất là thích tông cam và rất là thích những cái màu son làm cho mình nổi bật nhưng mà không bị làm quá. Và với màu son này thì Ốc nghĩ rằng là các bạn đi đâu cũng có thể sử dụng nó được. Bạn trang điểm nhẹ nhàng thì nó sẽ tạo ra một vẻ đẹp rất là gợi cảm nhưng mà vừa phải, thanh lịch. Còn nếu như mà bạn thích nó phá cách hơn, bạn có thể kẻ eyeliner, đuôi mèo xếp lên hoặc là có thể đánh mất màu nồng, màu nhũ, một chút màu khói thì khi đó bạn sẽ có một vẻ đẹp vừa có tính mà nó lại cực kỳ gợi cảm. Bạn có thể sẽ ăn ra một chút bằng cái thao tác là sử dụng cái cọ để mà mình tạo ra đôi môi với cái độ dày nhiều hơn so với lúc bình thường để làm gì cho đôi môi của bạn nó sẽ đều đặn hơn và lúc đó thì bạn sẽ xinh hơn, sẽ quyến rũ hơn. Còn những cái màu son này mà đi thả thính rất là nhiều anh tính ạ. Your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever.